Kính thưa quý bà con, hôm nay công ty Công Đức xin giới thiệu đến quý bà con một sản phẩm có tên là Mori. Tại sao lại là Mori? Đây là viết tắt của cái chữ Moringa oleifera, là tức là cây chùm ngay. Có lúc là nó có cái tên là cây thần diệu. Ý muốn nói là cái cây này nó có giá trị chẳng những là dinh dưỡng mà là bảo vệ sức khỏe cho bà con. Gốc thì ở Ấn Độ hơn 3.000 năm nay, và hiện nay thì Việt Nam chúng ta cũng có trồng. Và đặc biệt là người dân tộc, nhất là người dân tộc Rắc Lây và dân tộc Chăm, rất mê sử dụng cái lá của cây chùm ngay này, trái non ha, để mà trong thức ăn thôi. Nhưng mà bà con người dân tộc họ không hiểu rằng vô tình họ đã sử dụng một cái dinh dưỡng rất là đặc biệt của cái cây chùm ngay. Và một cái nữa là chúng ta nhận xét trong gia đình của họ có hai vợ chồng và có thể là 5-6 người con, nhưng mà người nào cũng khỏe mạnh. Thì ra là mỗi ngày họ đều ăn cái canh nấu từ cái lá cây chùm ngay này. Thế thì cái giá trị dinh dưỡng của nó như thế nào? Thì các nhà khoa học trên thế giới người ta đã nghiên cứu, người ta thấy rằng có rất nhiều khoáng chất, có rất nhiều các vitamin và các cái dinh dưỡng có ở trong cây chùm ngay. Đơn cử này chúng ta thấy rằng nếu nói vitamin đó, vitamin C nó nhiều gấp 7 lần trái cam. Đó. Rồi vitamin A nó nhiều gấp 4 lần củ cà rốt. Rồi potassium, magnesium là nó nhiều hơn sữa, nhiều hơn tất cả. Thì qua đó đủ thấy là cái dinh dưỡng trong cây chùm ngay nó rất là cao. Thế thì công ty Công Đức đã đưa cái cây chùm ngay sử dụng trong cái sản phẩm là Mori này nhằm mục đích gì? Mục đích chính là hỗ trợ bồi dưỡng cho phụ nữ. Phụ nữ thì lúc là mấy phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, sau khi mà đã hết kinh, tức là rối loạn mãn kinh, đã mãn kinh rồi, đó thì cái sản phẩm cái chùm ngay là đáp ứng được những cái nhu cầu đó. Thế thì cái công dụng của nó như thế nào? Thì ta thấy rằng cái chùm ngay như đã trình bày, trong đó có hỗ trợ thêm cái mầm đậu nành để mà hỗ trợ cái nội tiết tố. Tại vì chúng ta biết rằng phụ nữ mà đến khi mà mãn kinh, gần mãn kinh, nội tiết tố của họ bị thấp xuống. Và một khi nội tiết tố mà họ bị giảm như thế thì cái đầu tiên là mệt mỏi, bốc hỏa, là người nóng, bức rứt, cáu gắt. Và đặc biệt là ở trên mặt nó hiện ra những cái vết nám, rồi là có tàn nhang. Đối với những em mà trong thời kỳ kinh nguyệt thì kinh nguyệt không đều, rồi mặt bụng, mặt nám. Đó là những cái chứng mà người ta thấy là do thiếu hụt nội tiết tố. Như vậy thì cái sản phẩm Mori bổ sung cái nội tiết tố cho chị em phụ nữ, cũng như là đang hành kinh, cũng như là chuẩn bị hết kinh và đã hết kinh. Như vậy thì cái đối tượng sử dụng nào? Thứ nhất là phụ nữ mà rối loạn nội tiết tố, nóng nảy, bức rứt, người thì khô khát, môi khô, miệng khô, khát nước, đi cầu bón, đi tiểu vàng, và đặc biệt là da khô, sạm. Đó là cái triệu chứng biểu hiện của cái thiếu nội tiết tố. Rồi đang rồi thời kỳ hành kinh thì nó như thế nào? Kinh nguyệt không đều, hoặc là kinh kéo dài, kinh sớm, kinh muộn, khí hư bạch đới cũng có nữa. Như vậy thì thành phần ở trong này thì làm sao mà nó hỗ trợ cái kinh nguyệt, thì nó có ba cái vị thuốc mà theo cái đông y nó rất là kinh điển, đó là hương phụ, ích mẫu và ngải cứu. Ba vị thuốc này nó hỗ trợ cho phụ nữ mà trong thời kỳ kinh nguyệt, làm cho rối loạn kinh nguyệt nhờ ba cái vị thuốc này. Ngoài ra là làm sao mà nó đẹp đẹp da như thế, thì ngoài cái kim ngân hoa, rồi cúc hoa là nó làm cho đẹp da. Và chúng ta thấy rằng một cái đặc sắc ở trong cái cây chùm ngay đó là vitamin C. Nó giúp gì? Nó giúp cho cái nội tiết ở trong cơ thể chúng ta chuyển hóa qua một cái chất có tên là collagen. Mà collagen không phải bù ở bên ngoài, mà tự thân trong cái sản phẩm Mori này đã có, cho nên giúp cho da đẹp hồng hào. Rồi đồng thời nó chống lại các cái tia nắng mặt trời là những tia có hại. Đó là những cái chính. Tóm lại là sản phẩm Mori là sản phẩm đặc biệt của công ty Công Đức,
là một cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hỗ trợ cho chị em phụ nữ trong khi hành kinh, sau khi đã mãn kinh, chuẩn bị hết kinh với các cái triệu chứng mà biểu hiện như vừa kể, thì cái sản phẩm Mori này giúp cho chị em trong những cái trường hợp đó. Mà xin cảm ơn quý bà con.